Hello, xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Khoa Lai ẩm thực của mình. Thì hôm nay mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái công thức căn bản của cái sốt tàu xì rất là nổi tiếng của người Hoa. Thì cái sốt này á, nó sẽ phù hợp cho những món sườn heo, xào rau cải, xào hải sản đều được nha các bạn. Rồi, để biết chi tiết cái sốt này làm như thế nào, xin mời tất cả các bạn vào bếp để thực hiện với mình nhé. Và cái thành phần không thể thiếu đó là tàu xì. Thì hôm nay mình sử dụng 1 kg tàu xì. Mình sẽ đem cái phần tàu xì này đi xay với lại dầu để cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Cái phần tàu xì mà đem đi xay á thì mình sử dụng là 900 g, còn 100 g là mình chừa lại để tạo cái lợn cợn nha các bạn. Mình sẽ có là 200 g tỏi, 200 g hành tím, 10 g ớt, 10 g ngò, và tôm khô thì mình có là 200 g, tàu xì thì 1 kg, đường thì 100 g, bột ngọt thì 50 g. Thì mình sẽ sử dụng là 500 g dầu ăn. Khi mà dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào, mình xào lên cho nó thơm. Các bạn lưu ý là phải xào cho nó thơm nha. Thì mình sẽ xào khoảng tầm khoảng 2 đến 3 phút thì mà cho đến khi mà cái màu tỏi và màu hành tím nó chuyển qua cái màu vàng, thì lúc đó mình sẽ cho phần tôm khô vào. Thì khi mình cho cái phần tôm khô vào á thì mình cũng xào khoảng tầm từ 2 phút. Đầu tiên á thì mình xào cho nó tan hết cái phần tôm khô. Và khi mà các bạn thấy cái tôm khô nó sủi bọt lên thì lúc đó là nó đã chuẩn bị chuyển sang cái màu vàng rồi đó. Và chúng ta vừa xào thì chúng ta vừa kiểm tra. Các bạn lưu ý nha, những cái bước này á thì các bạn phải vào đúng. Thì khi mà các bạn làm xong á thì chất lượng của cái món sốt của bạn nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn và ăn rất là ngon, rất là vừa vị. Các bạn cứ tin mình đi, nếu mà các bạn làm đúng các bước như vậy thì bảo đảm là cái món sốt của bạn rất là ngon. Đó, khi mình xào được 2-3 phút rồi thì mình thấy là cái tôm khô nó sủi lên rồi, nó sù bọt lên rất là nhiều nha các bạn. Đó, và mình sẽ kiểm tra. Khi mình thấy cái phần tôm khô lúc này rất là thơm nha, thơm mà nó chuyển qua cái màu vàng, mình sẽ kiểm tra, mình thấy nó chuyển qua cái màu vàng thì mình sẽ cho cái phần tàu xì vào. Đó, thì lúc này là mình thấy là được rồi đó, thì mình sẽ cho tiếp cái phần tàu xì vào. Thì khi mình cho tàu xì vào á thì mình sẽ xào cho cái phần tàu xì nó hòa quyện với lại phần tôm khô, phần hành tím, phần tỏi. Khi mà tất cả nó đều rồi đó thì mình sẽ cho thêm cái phần gia vị vào. Thì mình sẽ nêm cái phần đường và bột ngọt nha. Thì các bạn lưu ý thì cái món này mình chỉ sử dụng là đường và bột ngọt thôi. Nó điều tiết cái vị, tại vì cái vị tàu xì nó rất là mặn, tôm khô nó cũng mặn, nên mình chỉ sử dụng là đường với lại bột ngọt là ok rồi, không còn nêm bất cứ cái gì nữa nha các bạn. Đó, rồi thì mình sẽ nấu cho trong vòng 5 phút để cho cái phần gia vị nó tan và nó tạo một cái độ sệt vừa phải. Đó, các bạn thấy không, đó cái màu sốt nó sệt vừa phải. Đó, rất là thơm nha các bạn.
Rồi khi mình cảm nhận là cái phần gia vị đã tan và cái độ sệt vừa phải rồi đó, thì mình sẽ cho luôn cái phần ớt và cái phần ngò vào. Rồi sau đó thì bạn sẽ nấu trong vòng 1 phút thôi, thì mình sẽ tắt bếp. Đó thì cái công thức sốt tàu xì của mình đã xong rồi đó. Thì hy vọng rằng là cái công thức này cũng sẽ giúp ích cho bạn nào cần đến. Thì nếu mà có cơ hội thì mình cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái công thức truyền thống của bếp Hoa, những cái món cơ bản về làm tiệc, những món ăn về tiệc Chay nì, tiệc wedding, thì mình sẽ chia sẻ để các bạn cùng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Thì khi các bạn xem thì các bạn cũng nhớ ủng hộ kênh của mình bằng một nút like hoặc là thả một trái tim để cho cái phần video của mình á thì nó cũng được nhiều người biết đến và cũng là một động lực để cho mình thực hiện thêm những video kế tiếp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.